Huỳnh Đức Thơ đang đe dọa dân Đà Nẵng rằng y có quan hệ mật thiết với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Mọi chỉ trích hiện nay với y chỉ là muỗi đốt trâu già. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức 108 TV. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết có tựa đề Chỉ làm sói mới không bị tế thần, phần 4. Bài viết của tác giả Người Vươn Gió được đăng trên trang blog cá nhân của ông. Khi đồng loạt các báo lên tiếng về khối tài sản của mình, Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo văn phòng ủy ban tỉnh có biện pháp đối phó. Thực hiện lệnh của Thơ, văn phòng ủy ban thành phố ra thông báo những tài sản của Thơ kê khai là đúng quy trình và nhấn mạnh rằng Thơ thuộc diện trung ương quản lý. Hàm ý của thông báo nhấn mạnh việc trung ương quản lý. Có thể được hiểu, đó là lời thách đố cao ngạo với dư luận rằng tôi, Huỳnh Đức Thơ, có trung ương đỡ đằng sau lưng, không ai làm gì được tôi đâu. Thông tin khác cho biết, khi Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ 4T, người mà đã nhờ có tiền trong vụ bán AVG để chạy lên chức Bộ trưởng, nhận điện thoại của Thơ nhờ chỉ đạo các báo chí gỡ bài, Tuấn đã điện xuống cho các báo chí. Nhưng sau hồi bàn bạc, thấy gỡ bài ngay thì bất lợi, Tuấn đã chỉ đạo cho các báo đưa bài ẩn xuống dưới hoặc sang trang sau. Huỳnh Đức Thơ đang đe dọa dân Đà Nẵng rằng y có quan hệ mật thiết với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Mọi chỉ trích hiện nay với y chỉ là muỗi đốt trâu già. Đến sau phay y còn hung ngán, chứ đừng nói chi phải ba con muỗi. Vào ngày 14 tháng 12 năm 2016, bức xúc vì công ty thép Đa Na Ý mà ngài chủ tịch Huỳnh Đức Thơ có cổ phần, người dân thành phố Đà Nẵng đã biểu tình phản đối nhà máy này gây ô nhiễm môi trường. Báo VN Express trích lời ông Mai Xuân Thọ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên, nói rằng công ty thép Đa Na Úc và công ty thép Đa Na Ý trong quá trình sản xuất đã xả khói bụi, nước thải chưa xử lý ra môi trường. Và công ty Đa Na Úc còn chôn nhiều tấn xỉ sắt, thép ra khuôn viên nằm sát khu dân cư, khiến cho cuộc sống người dân bị xáo trộn. Người dân không chỉ gánh chịu mùi hôi, sống trong bụi bặm, mắc hàng loạt bệnh, trong đó có cả ung thư, mà hoa quả của người dân cũng bị ảnh hưởng. Trước sự phản đối của người dân, Huỳnh Đức Thơ đã cho lực lượng an ninh đến giải tán những người dân biểu tình. Đúng, Đa Na Ý là của ông chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, nên cách xử lý vụ việc này cũng ngược đời. Dân người ta đang ở, nhà máy đến bên cạnh gây ô nhiễm, dân đòi nhà máy đóng cửa và rời đi, ủy ban tỉnh lại chỉ đạo dân rời đi. Nhà máy khi ô nhiễm thì giải tỏa dân quanh đó, di rời người dân quanh đó đi chỗ khác. Người ta đang ở yên, sao không di rời nhà máy mà lại di rời dân? Đặc biệt, trong công văn của Đa Na Ý nói, chỉ có tiền đền bù giải tỏa, còn tiền hỗ trợ cho dân đến chỗ mới thì ủy ban thành phố chịu. Văn bản của công ty Đa Na Ý như một văn bản chỉ đạo thành phố Đà Nẵng phải sử dụng ngân sách trong công tác tái định cư. Tóm tắt lại thế này, công ty Đa Na Ý của ngài chủ tịch thành phố gây ô nhiễm, dân phản đối, ngài chủ tịch một mình đóng hai vai, ở vai chủ tịch thành phố, ngài quyết định di rời dân, ở vai ông trùm, ngài gửi công văn đề nghị thành phố trả đỡ tiền di rời dân. Đất của thành phố, tiền của thành phố, tức là dân đền bù cho dân. Ngài vừa được tiếng giải quyết cho dân, vừa giảm được thiệt hại cho doanh nghiệp sân sau của mình. Trong khoản 1 mục B của công văn số 1195 Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, về triển khai thông báo số 176, ngài chủ tịch nhắc đến công ty Đa Na Ý cho phép tồn tại để khắc phục, thay thế công nghệ mới. Một phép màu cho Đa Na Ý. Từ đây, công ty này có thể ung dung làm gì thì làm. Dân xung quanh đã bị chuyển, không còn ai kiện cáo. Thời gian thay thế công nghệ không bị giới hạn. Nói đến chuyện công ty Đa Na Ý còn đang kêu khó khăn, phải bảo thành phố hỗ trợ tiền định cư cho dân, thì lấy đâu ra tiền thay thế công nghệ? Trong khi mới vài năm trước, báo cáo tài chính của công ty Đa Na Ý này vào năm 2013 khoe nhạng lên là nhà máy thay thế dây chuyền công nghệ mới, đạt doanh thu vượt cũ cả 100%. Mới đây công ty này, dưới sự tác động của Thơ, đã nhận cung cấp thép cho công trình cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng. Thế nên nói chuyện công ty này không có tiền
đến nỗi phải xin thành phố gánh hộ hậu quả của công ty gây ra là bố láo. Bố láo thứ nhất là công ty làm thì công ty chịu, sao bắt ngân sách thành phố phải chịu. Bố láo thứ hai là người dân đang sinh sống lâu đời, mình đến gây họa lại bắt họ chuyển đi. Bố láo thứ ba là có tiền, có quan hệ, làm ăn lên ầm ầm, báo cáo hoang hoang, chi tiền bắn pháo hoa thừa bứa. Nhưng động đến chi trả cho dân thì bắt thành phố phải gánh. Khó khăn mà còn có tiền chi cho thành phố bắn pháo hoa sao? Thưa ông Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, cảm ơn công ty đa nại ý của ông ta đã chi tiền bắn pháo hoa vẫn còn đây. Tất nhiên là cuối cùng thì Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng chẳng bị rụng cọng lông nào sau những thông tin về y. Điều đó chẳng có gì ngạc nhiên vì bản chất chế độ này là thế. Tuy nhiên, ước mơ trở thành một vị tổng bí thư trong sạch, liêm khiết và công minh của Nguyễn Phú Trọng bất thành. Huỳnh Đức Thơ bôi lên mặt Trọng những vết nhơ giữa ban ngày bằng những hành vi bất chính của y và những phong trào mà Trọng kêu gọi. Trọng phát động chống lợi ích nhóm, chống dùng quyền lực tác động kiếm trác. Thơ trả lời bằng vụ tác động đa nại ý và bao nhiêu chân rết của y ở mỗi ngóc ngách Đà Nẵng như vòi bạch tuộc. Tôi sẽ kể lần lượt từng chiếc vòi ở phần sau. Trọng chỉ đạo các địa phương triển khai nghị quyết 05 học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Thơ trả lời bằng cách ngang nhiên cho vợ bé đi thâu tiền, thâu đất xây biệt thự hai mặt tiền giữa thành phố. Hồ Chí Minh nào mà đạo đức vợ bé con riêng để thơ noi theo thế ông Trọng? Trọng chỉ đạo làm rõ chạy chức chạy quyền. Thơ 9 tháng lên 4 chức, toàn qua những phiên họp bất thường, phá bỏ cả quy định như thành ủy chỉ có 15 thường vụ. Bây giờ Nguyễn Phú Trọng không xử lý gì thơ, thậm chí còn bao che cho thơ. Đó mới là điều mà tôi, người viết bài này cần nhất. Vì như thế, quan điểm của tôi từ trước đến giờ cho rằng Nguyễn Phú Trọng chỉ đi thanh trừng những người mà ông ta không ưa, còn những người khác có vi phạm gấp trăm lần như thế, ông ta cũng sẽ bảo người đó không có tội. Tất cả là do thế lực thù địch theo dệt, nói xấu cán bộ đảng ta. Nghe nói chiều nay, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có ý kiến về Huỳnh Đức Thơ. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bài viết có tựa đề Chỉ làm sói mới không bị tế thần phần 4. Bài viết của tác giả Người Bươn Gió được đăng trên trang blog cá nhân của ông. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ ấn subscribe kênh tin tức 108TV để được nhận thêm nhiều hơn nữa những thông tin mới nhất về hiện tình Việt Nam. Hầu như lãnh đạo cấp cao Cộng sản đều khó xử khi nhận hồ sơ tố cáo của hắn từ dưới lên. Sự hắn thì hóa ra đảng mất uy, phải chịu áp lực của bọn phản động tung tin. Giờ sự thế, hóa ra là tạo tiền lệ, là chạy theo lời bọn phản động đồn đoán hay sao? Không, nhất quyết không. Dù bọn phản động có đúng 10-10 đi nữa, thì cũng không thể sự đồng chí của mình. Như thế tổn thương tính kiêu ngạo của những người Cộng sản. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức 108TV. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Chỉ làm sói mới không bị tế thần, phần 3. Bài viết của tác giả Người Bươn Gió đăng trên blog cá nhân của ông. Trước khi tiếp tục về Chủ tịch Ủy ban Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, xin có vài lời. Ở vị thế của mình, tôi rất khó xử mỗi khi nhận được thông tin từ các bạn ẩn danh. Không bao giờ tôi hỏi các bạn ấy là ai. Đấy là nguyên tắc vớ lòng của giới giang hồ. Tin tức như món hàng, tôi cần hàng và bạn có. Bạn đưa tôi kiểm tra thấy ok, sẽ viết thành bài. Xong đường ai nấy đi. Việc kiểm tra thông tin như thế thật không dễ dàng. Tôi phải nói với các bạn là ngàn lần không dễ dàng. Có những tin tức như đúng, kiểm tra bằng nhiều cách, cuối cùng lại là tin không đúng. Mỗi lần như thế, ý tưởng viết xong, đã xong là đành phải bỏ. Nhưng dù thế, không bao giờ tôi kiểm tra về những người ẩn danh đã đưa tin cho tôi qua nhiều hình thức. Mỗi một thông tin viết thành một bài đưa ra, có nhiều mưu đồ, toan tính ở đằng sau. Chính vì thế mà ngay khi cả bản thân tôi là người công khai đưa tin cũng sẽ bị dư luận đánh giá có mục đích gì, phe nhóm gì, tay sai của ai. Đó là hệ quả tất nhiên. Cũng như những người biểu tình bị nói rằng ra đó là để khoe hình ảnh, để xin tài trợ, để kiếm ăn. Những người không đi biểu tình thì lại bị nói là núp lùm, trùm chăn hôi xung phong. Chẳng thế nào mà ngăn được thiên hạ không nghĩ, trừ khi không làm gì,
hay tốt nhất nói ba phải vừa theo dư luận. Nhưng tôi không phải là người như thế. Có thể là kẻ bất tài, vô học, nhưng không bao giờ là kẻ nhát gan, đến nỗi đời nói gì cũng sợ mà phải nghe theo. Người đó có là may mắn đi nữa, cũng phải có bản lĩnh của mình. Như kẻ trúng số trước tiên phải có gan mua sổ số đã. Giờ tôi xin bàn vào chuyện viết. Bạn tin không? Có lúc chính những kẻ quan chức là kẻ đưa ra thông tin để bạn chửi hắn. Các bạn thấy vô lý lắm phải không? Nó hoàn toàn là có lý. Nếu như bạn hiểu rõ về chế độ này, bản chất kiêu ngạo của chế độ cộng sản thì ai cũng hiểu. Người ta nói đúng cũng không bao giờ nghe, nhất là những người mang tiếng bất đồng chính kiến với chế độ. Bởi thế, những tên quan chức cáo già đánh hơi thế vụ việc của mình đang sắp bị cấp dưới hay đồng bọn tố cáo, hắn bèn đưa tin ra ngoài cho đám gọi là phản động chửi hắn. Hắn chỉ đưa những tài liệu mà hắn chắc chắn biết đối thủ hắn sẽ đưa ra khiếu nại trong nội bộ. Khi bên ngoài rầm rầm về ngôi biệt thự đường ý của hắn, hắn bèn khóc lóc lu loa rằng bị phản động đánh đá, bị thế lực thù địch tấn công vào cán bộ của đảng. Bài viết đã khiến khối kẻ quan chức thoát nạn, như vụ phó giám đốc sở bẻ hoa dùng bài này để vu cho thế lực thù địch tấn công. Đồng đến điểm này, hầu như lãnh đạo cấp cao cộng sản đều khó xử khi nhận hồ sơ tố cáo của hắn từ dưới lên. Sự hắn thì hóa ra đảng mất uy, phải chịu áp lực của bọn phản động tung tin. Giờ sự thế, hóa ra là tạo tiền lệ, là chạy theo lời bọn phản động đồn đoán hay sao? Không, nhất quyết không. Dù bọn phản động có đúng 10-10 đi nữa, thì cũng không thể sự đồng chí của mình. Như thế tổn thương tính kiêu ngạo của những người cộng sản. Và bây giờ bạn đã hiểu vì sao có những kẻ bị dư luận, nhân dân đấu tố quanh năm mà chẳng làm sao cả. Nhân dân, dư luận càng nói hay, càng nói thì chúng lại càng thêm vững. Vì sự vững vàng của chúng chính là sự thể hiện vững mạnh của đảng trước dư luận. Chỉ có những kẻ cấp trên muốn thay cấp dưới mới lệnh cho báo chí vạch tội cấp dưới để xử. Một công đôi việc, vừa dẹp được tên cấp dưới ngứa mắt, vừa được lòng dư luận. Nhưng những vụ như thế thì báo chí có thông tin vào cuộc, không cần phải đưa ra ngoài cho bọn phản động theo dệt. Thế nên, mỗi khi ra viết một bài về quan chức chế độ, nhiều bạn hỏi, viết thế này có lợi cho phe kia, phe này đúng không? Thật khó mà biết được là có lợi cho phe nào. Khi bạn là phản động, bạn càng chỉ trích quan chức nào, thì quan chức đó lại càng vững vàng và lên chức. Bài học xương máu này tôi đã học được từ vụ Đỗ Hữu Ca, tướng giám đốc công an Hải Phòng, khi xảy ra vụ Đoàn Văn Vươn. Tôi và nhiều người chỉ trích hắn rất nhiều, nóng cả mạng xã hội. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, cướp đất là chính sách của chế độ. Nếu như đảng xử Đỗ Hữu Ca, các nhà đảng nhận chính sách của mình là sai lầm. Kiểu gì rồi đảng cũng phải bênh ca, tức là bênh chính sách của mình. Lúc đó tôi ai oán thốt, có khi ít thời gian nữa, ca còn được phong thêm hàm. Thật cay đắng, ý rằng chỉ sang năm sau, Đỗ Hữu Ca được thêm một ngôi sao trên cầu áo. Đời trớ trêu, khi đã là phản động, thì bạn bênh ai, khen cái gì, đảng xử lý trấn áp cái đó, bạn chỉ trích cái gì, đảng lại bảo vệ cái đó. Có lẽ lần này, Nguyễn Đức Thơ, Chủ tịch Đà Nẵng, cũng không bị rùng một cọng lông chân. Các báo chí đưa tin về Thơ nội dung chỉ sơ sài, nhưng thông tin mà Thơ đã kê khai và có biện pháp phòng bị sẵn. Chắc nhiều bạn biết trong bóng đá, có thế trận phòng thủ, phản công. Chính trường cũng vậy. Có lúc đưa tin cho báo chí, dư luận đánh mình là tìm cơ hội phản công lại để ghi bàn thắng. Đừng nghĩ vội rằng Quỳnh Đức Thơ đang bị ai tấn công. Có khi chính y đang chuẩn bị một cuộc chơi lớn hơn để vào trung ương và đi xa hơn. Y muốn lần này dọn sạch dư luận về y cho xong. Quỳnh Đức Thơ mới là kẻ có vấn đề bổ nhiệm đáng phải xem xét nhất. Trong vòng chưa đầy 9 tháng, y nhảy từ giám đốc sở lên phó chủ tịch rồi lên chủ tịch thành phố. Lên chức trong bộ máy hành chính, cả ở trong đảng. Đà Nẵng chỉ quyết định 15 ủy viên thường vụ. Lúc này, một vị trí ủy viên thường vụ đã được dành cho chỉ huy trưởng quân sự Đà Nẵng. Nhưng Trần Tỏ đã đưa Thơ vào để thành thế đã rồi. Sau đó, Đà Nẵng phải nới rộng các quyết định để đưa vị chỉ huy trưởng kia thành 16 ủy viên thường vụ. Tại sao Thơ 4 năm giữ chức phó giám đốc sở kế hoạch đầu tư, bỗng nhiên chỉ 9 tháng thành phó chủ tịch thành phố? Nhất là toàn qua phiên họp bất thường do Trần Thọ, một kẻ sắp về hưu, đứng ra tổ chức. Trường hợp bổ nhiệm Thơ như thế
không bị ai nói đến. Thế mà những trường hợp như Vũ Minh Hoàng ở ban chỉ đạo Tây Nam Bộ lại được báo chí làm rùm beng. Nếu Huỳnh Đức Thới chạy chức trước, ăn chặn những doanh nghiệp trong nước, tống tiền doanh nghiệp nước ngoài, tất cả đều là quá quen thuộc với bất cứ quan chức nào, nói ra thì cũng nhàm. Nhưng một mình Ý thì chưa đủ. Ý còn để vợ bé của mình là Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1976, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, lúc thơ làm chủ tịch ở đây. Chuyện quan chức bổ nhí con riêng là chuyện thường ngày. Chỉ thị 05 của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các cán bộ học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng chỉ là hình thức ông dùng để tiêu diệt đối thủ. Chứ với những người như thơ thì các chỉ thị 05 ấy là buổi gián đít mèo. Nếu Lê Thị Mỹ Hạnh là vợ bé của thơ, cùng thơ có con riêng, nhận chu cấp từ ông phó chủ tịch tỉnh tháng 5 triệu và sống ung dung không tham vọng, có lẽ cũng không nhắc đến cô ta làm gì. Đời người phụ nữ như giọt mưa xa, hạt rơi gác tía, hạt ra ngoài đồng. Có những người lần đẩn vài đời chồng, có người số làm thế thiếp, vợ lẽ. So với nghị quyết 05 học tập ông Hồ Chí Minh thì sai, đạo đức cán bộ cách mạng thì sai, chứ về tình người thì cũng châm trước được. Thân phận đàn bà nhọc nhằn, may rủi cũng là số của mỗi người. Nhưng Lê Thị Mỹ Hạnh không cam lòng là người phụ nữ muốn yên ấm với số phận đã hơn nhiều người phụ nữ khác. Lê Thị Mỹ Hạnh còn muốn làm bà trùm bất động sản khi có gái chồng hờ là lãnh chúa một vùng như Huỳnh Đức Thơ đầy quyền lực. Lòng tham quá mức đã khiến Hạnh trở thành một trùm bất động sản, chiếm được nhiều ngôi biệt thự đẹp ở Đà Nẵng. Chỉ là một vợ lẽ, nhưng những nhà đầu tư lớn muốn vào Đà Nẵng phải cúng núm, xun xoe tìm đến chị Hạnh nhờ giải quyết. Chị thành một bà trùm đầy quyền lực, chị Hạnh kéo thêm em rể là Nguyễn Lân, sinh năm 1972 vào hội để thêm vây cánh. Nguyễn Lân từ một gã lái xe taxi nhanh chóng trở thành một nhà thầu xây dựng có tiếng ở Đà Nẵng nhờ hơi có bà chị là vợ bé Huỳnh Đức Thơ. Cáo rửa oai, hùm tha hồ kiếm trác, Lân đã bày tỏ mối quan hệ dây dưa của mình với Lê Ngọc Hải, sinh năm 1968 đã lý dị chồng. Ngọc Hải là một bà trùm phân phối hàng căn ông, đã đánh hơi thấy nhu cầu làm ăn mà Lân khơi ra. Cả hai nhanh chóng tạo thành cặp bồ bịch làm ăn bất chính. Người đầu tư tiền, người đi cướp việc. Liệu ai ngờ được, đằng sau vẻ doanh nhân hào phóng yêu kiều mà báo chí ca ngợi về Lê Thị Ngọc Hải lại chính là một kẻ tham lam, xảo quyệt trong đường dây lợi ích, tiền tình chồng chéo. Thăng tiến chảy trọt, tài sản bất minh, tống tiền doanh nghiệp, vợ lẽ, con riêng, gây dựng phe nhóm, vân vân. Tội của Huỳnh Đức Thơ chất cao như núi. Hãy còn vài phần nữa mới kể hết tội cùng những vòi bạch tuộc của Y trên đất Đà Nẵng, thành phố lớn thứ ba của đất nước. Còn những mối quan hệ nhằng nhịt của Y với đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tất cả sẽ được nói dần ở những phần sau. Liệu ông Nguyễn Phú Trọng có can đảm vượt qua chính mình, khẳng định rằng ông là người công minh, ai có tội đều bị xử lý, không phải là người tư thủ nhỏ nhen, đánh người này và bỏ qua người kia hay không? Hãy chờ xem ông Trọng xử lý Huỳnh Đức Thơ như một bài toán để cho thiên hạ thấy ông là người liêm chính, công bằng, khách quan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết Chỉ làm sói mới không bị tế thần. Phần 3, bài viết của tác giả Người Buôn Gió đăng trên blog cá nhân của ông. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin tức 108 TV. Quý vị và các bạn nhấn subscribe để nhận nhiều hơn nữa những tin tức mới nhất về hiện tình Việt Nam.